Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 25 năm học 2022-2023. Hoạt động diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 1 với sự tham gia của hơn 630 vận động viên là học sinh đến từ 51 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, thi đấu ở 5 môn: điền kinh, bơi, võ cổ truyền, bóng bàn và cầu lông. Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của các em học sinh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể qua các hoạt động thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để các em có thói quen rèn luyện sức khỏe. Qua đó kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những em có năng khiếu thi đấu đạt thành tích cao để bồi dưỡng, tập luyện, chuẩn bị tham gia thi đấu ở các cấp cao hơn trong thời gian tới.